Tin tức sáng ngày 12 tháng 5, thất thu doanh số bán bảo hiểm, ngân hàng lãi cao nhờ đâu? Một số tin tức đáng chú ý, đại gia bất động sản còn hơn 100.000 tỷ đồng nợ trái phiếu năm nay, xâm nhập mặn ở miền Tây sắp kết thúc, người Việt thảo luận gì về nắng nóng? Thất thu doanh số bán bảo hiểm, ngân hàng lãi cao nhờ đâu? Trong báo cáo vừa công bố, SSI Research cho biết lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 của các ngân hàng niêm yết tăng nhẹ 9.6% so với cùng kỳ, chiếm 49,2% tổng lợi nhuận toàn sàn. Thu nhập lãi thuần tiếp tục gặp áp lực do tín dụng tăng trưởng yếu. Trong khi đó, chất lượng tài sản tiếp tục suy giảm sau khi cải thiện trong quý 4/2023 do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, SSI Research chỉ ra thu nhập từ kinh doanh ngoại hối phần nào đã san sẻ bớt sự sụt giảm mạnh từ hoạt động phân phối bảo hiểm và thu hồi nợ xấu. Ngoài ra, việc kiểm soát tốt chi phí hoạt động là một yếu tố khác hỗ trợ cho kết quả kinh doanh của các ngân hàng. Cũng theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế ngành bất động sản giảm mạnh 61,6% so với cùng kỳ, ghi nhận mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong 5 năm. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh do ghi nhận doanh thu giảm 44,9% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 21,9% xuống 16,2%. Bên cạnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng, SSI Research cho biết Vinhome giảm ghi nhận doanh thu trong quý này, doanh thu giảm 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 92,4% là nguyên nhân chính tác động tới lợi nhuận toàn ngành bất động sản. Còn nếu không tính Vinhome, tổng lợi nhuận sau thuế của ngành vẫn tăng 9,5% so với cùng kỳ, tuy nhiên doanh thu vẫn giảm 21,6%. Đại gia bất động sản còn hơn 100.000 tỷ đồng nợ trái phiếu năm nay theo FinRatin, tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2024, ước lượng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn còn lại trong năm đạt 257.170 tỷ đồng. Ảnh minh họa trong đó, giá trị trái phiếu của nhóm ngành bất động sản đạt 100.260 tỷ đồng, chiếm gần 39% tổng khối lượng đáo hạn và tương đương 2/3 số dư vào đầu tháng 12 năm 2023. Áp lực trả nợ đối với các nhà phát hành là doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024 và 2025 là khá lớn, đặc biệt là đối với các trái phiếu chậm trả gốc, lãi có thời hạn đáo hạn gốc vào năm 2022 và 2023 và được cơ cấu tối đa 2 năm theo nghị định tháng 8 năm 2023. FinRatin cho biết, cũng theo đơn vị này, thách thức vẫn còn hiện hữu khi thị trường chưa hoàn toàn phục hồi và những thay đổi về chính sách có độ trễ nhất định, dẫn tới doanh nghiệp chưa có đủ thời gian để sắp xếp dòng tiền trả nợ. Người Việt thảo luận gì về nắng nóng? Xu hướng thảo luận chủ đề nóng từ đầu tháng 5 đến gần cuối tháng 7 luôn dao động trên 43.000 lượt, sau đó giảm dần đánh dấu sự kết thúc của mùa hè. Theo báo cáo marketing chủ đề mùa hè được phát triển bởi PMAX và Bujemtik, báo cáo cũng nêu nhóm đối tượng các bà mẹ chiếm tới gần một nửa tổng lượng thảo luận về chủ đề nắng nóng với gần 42%. Trong đó, phương pháp giảm nắng nóng, đặc biệt cho trẻ em là chủ đề được quan tâm nhiều nhất theo quan sát của Bujemtik. Lượng thảo luận về mùa hè năm 2023 đạt tới 41,1 triệu trong vòng 5 tháng. Trong đó, đỉnh cao thảo luận sẽ rơi vào tháng 6, giai đoạn thu hút nhiều sự chú ý nhất tới người dùng. Một số giải pháp được bàn luận nổi bật bao gồm du lịch, sắm sửa đồ dùng, làm đồ uống, sau đó mới đến lắng nghe bác sĩ, về quê, trồng cây. Năm ngoái, mùa du lịch cao điểm rơi vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 với số lượt quan tâm dao động trung bình hơn 14.000 và giảm dần vào cuối mùa hè khi mọi người quay lại thời gian bận rộn, xâm nhập mặn ở miền Tây sắp kết thúc. Tin tức từ cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến ngày 20 tháng 5, xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây giảm dần, hết tháng 5 mùa mưa bắt đầu, hạn mặn giảm hẳn. Cống kênh 4 ven biển trên địa bàn ấp Dòng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang đóng kín ngăn mặn xâm nhập. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang giảm dần. Riêng trên sông Vàm Cỏ, cái lớn, cái bé duy trì mức cao đến giữa tháng 5, sau đó giảm. Cụ thể hơn, cơ quan khí tượng dự báo khu vực miền Tây Nam Bộ đang ít mưa, tuy nhiên xen kẽ có ngày mưa rào và dông.
Một số nơi mưa vừa, mưa to. Ban ngày trời vẫn nắng nóng. Từ sau ngày 15 tháng 5 nền nhiệt có xu hướng giảm. Nắng nóng hạ nhiệt. Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11 đến 20 tháng 5 có xu thế giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 5 năm 2023. Ranh mặn cao nhất trong đợt này tại các sông như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây xâm nhập mặn 90 đến 125 km tính từ cửa sông trở vào. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại 35 đến 40 km, sông Hàm Luông 42 đến 48 km, sông Cổ Chiên 35 đến 40 km, sông Hậu 32 đến 37 km, sông Cái Lớn 45 đến 50 km. Tuy hạn mặn đang giảm nhưng cơ quan chức năng lưu ý người dân cần theo dõi thêm các bản tin dự báo. Đồng thời trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ tưới tiêu sinh hoạt. Những cơn mưa đầu mùa thường cuốn theo chất ô nhiễm nên hạn chế sử dụng để ăn uống. Cảng Cát Lái có cổng kiểm tra tự động. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa đưa vào vận hành hệ thống cổng tự động, Otoga, tại cổng C ở cảng Tân Cảng Cát Lái. Hệ thống này nhằm kiểm soát người, phương tiện giao nhận hàng lẻ tại khu vực kho, bãi thuộc công ty chính phủ kho vận Tân Cảng. Cảng Cát Lái bằng cách sử dụng công nghệ OCR, Optical Charaser Recognition, để nhận dạng và trích xuất thông tin từ biển số xe với độ chính xác cao. Sử dụng công nghệ Feimac, cổng tự động sẽ xác định hình ảnh tài xế, biển số xe có trùng khớp với thông tin đăng ký hay không. Hệ thống cổng tự động đi vào hoạt động sẽ giúp tài xế chủ động thời gian lấy hàng, không phải xuất trình phiếu tải khi check-in, check-out tại cổng. Tiết kiệm thời gian chờ tại cổng, giảm ùn tắc giao thông tại cổng cảng và quanh khu vực kho. Thông qua đó, các nhà xe chủ động trong việc thủ tục khi vào cổng bằng cách làm thủ tục online trước khi xe tới cổng cảng. Hệ thống cổng tự động cũng giúp cho giám sát an ninh của cảng về việc chấp hành lệnh phân công tài xế của doanh nghiệp vận tải và lưu trữ thông tin phục vụ tra soát khi cần. Thí điểm mô hình trường học an toàn nhiều nơi ở quận 11, quận 6. Tin tức từ Ban An toàn Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thí điểm mô hình trường học an toàn ở 4 trường trên địa bàn quận 11 và quận 6. 4 trường này gồm trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Trần Quang Khải, Tiểu học Phú Lâm và Trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi. Đây là 4 trường trong số 57 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã được đánh giá tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi là một trong 4 trường thí điểm mô hình trường học an toàn, ảnh Google Map trước đó. Chương trình đánh giá đường bộ quốc tế IRAP tại 980 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chọn 57 trường có mức độ nguy cơ cao nhất để tiếp tục thực hiện đánh giá chi tiết hơn về cơ sở hạ tầng giao thông. Cụ thể, các đơn vị thực hiện cải tạo cơ sở hạ tầng trước cổng trường học, đồng thời có giải pháp giảm thiểu rủi ro cho học sinh tham gia giao thông ở khu vực trường học. Nhóm việc cải tạo như đèn tín hiệu giao thông sang đường cho người đi bộ, làm gờ giảm tốc, lan can thép để phân chia vỉa hè. Có khu vực đậu xe cho phụ huynh. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cũng khảo sát học sinh về sự an toàn, tính rủi ro mà các em gặp khi đến trường. Qua đó, giúp các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng xung quanh trường có hạn sao thấp. Bên cạnh đó, Ban An toàn Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị trường học cần tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh luôn đảm bảo chấp hành quy định về an toàn giao thông. Phát hiện nhiều thực phẩm chức năng quảng cáo có công dụng là thuốc chữa bệnh. Tin tức từ Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết sở này vừa có báo cáo gửi Ban Văn hóa, Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Công an khám xét nhà máy sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả huyện Bình Chánh theo báo cáo. Tính từ năm 2023 đến quý tháng 1 năm 2024, sở này đã rà soát, tổng hợp 18.790 sản phẩm thực phẩm chức năng, phát hiện 182 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm. Đa phần các sản phẩm này quảng cáo có công dụng là thuốc chữa bệnh, thiếu khuyến cáo, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Theo Sở An toàn Thực phẩm, khó khăn trong công tác quản lý thực phẩm chức năng hiện nay là các cơ sở kinh doanh chỉ là văn phòng đại diện. Một số cơ sở có hợp đồng thuê văn phòng để đăng ký kinh doanh, do vậy khó liên hệ với chủ cơ sở. Ngoài ra,
Một số sản phẩm quảng cáo trái phép trên mạng xã hội có máy chủ đặt tại nước ngoài nên khó khăn khi chấm dứt hành vi quảng cáo. Nhiều cơ sở khi được mời lên làm việc về quảng cáo sản phẩm đã tháo gỡ sản phẩm trên Internet, website, chặn truy cập trang thương mại điện tử trước khi lên làm việc hoặc không hợp tác. Không lên làm việc theo giấy mời. Sở An toàn Thực phẩm kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Quảng cáo, xử lý vi phạm hành chính, trong đó có các vấn đề liên quan đến quản lý thực phẩm chức năng,